Bây giờ thế này, các ông phải thể hiện được cái bản lĩnh của thằng đàn ông nhá. Cái loại đàn ông như các ông ấy không có bản lĩnh, vứt. Thế thì từ bây giờ trở đi thì tôi sẽ lấy lại cái bản lĩnh đàn ông của tôi mất từ lâu, bằng cách là tôi không sợ cái gì hết, kể cả con vợ già của tôi không sợ. Cô, ông Hoàng có nhất trí quan điểm tôi? Nhất trí. Thôi được rồi, tôi đánh giá cao cái bản lĩnh đàn ông của hai ông nhá. Bây giờ các ông tuyên thệ đi. Đàn ông, không sợ vợ. Hai ông bình thân. Thôi, hai ông ngồi uống nước nhá. Hôm tới là đi uống bia, tôi sẽ đàm đạo với các ông tiếp. Bây giờ tôi phải về tôi dọn hàng. Này ông Hoàng ấy, hả? Thằng Quý Lùn nó đi rồi thì tôi cũng nói thiệt luôn. À, vừa nãy nó đập bàn thì tôi sợ, chứ bây giờ nó đi tôi sợ gì? Tôi vẫn cay cái thằng này. Ông cay cái gì? Tôi cay cái vụ là nó mách vỡ tôi, là tôi vỗ mông con lén với cả xem sao chủ nó. Ôi giời. Quyền bố nó cái chìa khóa. Quên chìa khóa, ngồi đấy nhá. Đi nhá. Này, không biết là thằng Quý Lùn nó có biết là tôi vừa làm một cú đâm lén sau lưng nhỉ? Nó không biết đâu. Nó mà biết ý, nó đã bè ầm lên rồi. Ừ. Ông Trọng ra cho tôi nhờ tí. Dạ, bác chỉ đạo em cái gì đấy ạ? Tôi thấy mấy hôm nay tổ dân phố phản ánh là ông bề bộn và lộn xộn lắm. Ôi dạ, báo cáo bác là em xin phép là kê thế nào, để cái chỗ nào ở đâu là em xin phép em để nguyên như thế từ trước giờ mà. Rõ ràng là chiều hôm qua ông không quét sân. Bác sỏi thế nào chứ, hôm qua em rõ ràng em 9 giờ em vẫn còn quét sân, xong em mới xem Euro cơ mà. Không, rõ ràng tôi nhìn thấy mà. Ngày mai có đoàn liên ngành người ta đến, người ta kiểm tra. Dạ vâng ạ. Thế cái bình nước miễn phí chú để chỗ nào? Dạ em vẫn đặt ở chỗ kia. Ôi sao lại đặt chỗ đấy? Dạ. Thế theo bác thì em để chỗ nào thì hợp lý ạ? Đặt chỗ này, đúng chỗ này. Vâng, đây ạ. Ôi dồi ôi bác ơi, bác thông cảm, cái này là nó là cái cầu sửa xe của em. Xe nó lên xong nó lại xuống. Em sửa xe ở đây mà để chỗ này thì khó chèm quá bác ạ. Khó thì chú phải tính toán nhé. Dân người ta ở trên người ta đi xuống, dân ở dưới người ta đi lên, người ta thuận lợi có chỗ uống nước. Tớ xin chai nước. Dạ vâng ạ, bác cứ lấy đi ạ. Chú Trọng ra anh nhờ tí. Dạ. Cái bình nước này nó rất bất hợp lý. Sao hả bác? Nó gì như bò đái. Dạ, thế ạ. Thôi, tớ mượn cả bình. Tí nước khách về tớ mang chúng ta dạ. Chào chào ông ạ. Ông cái tông vào mặt à? Nhìn kỹ mặt hàng thì hãng chào nhé. Cháu chào bác ạ. Bác vác mặt ra ngoài kia. Người ta đã bảo nhìn kỹ mặt hàng thì hãng chào mà này. Cháu chào chú ạ. Chú bu tí à? Hả? Người ta đã nói là nhìn kỹ mặt hàng đi rồi chào. Dạ em chào anh ạ. Anh chào em. Thế anh có thể giúp được gì cho em? À anh ơi, cho em hỏi là trong cái khu nhà này á, thì có nhà nào cho thuê phòng trọ không ạ? Thuê phòng trọ ấy à? Vâng. À phòng trọ gì? Ui giời, ở đây thì khối. Thế bọn em muốn thuê ở riêng hay là ở chung với chủ? Dạ nếu được ở riêng thì tốt quá. Ở riêng à? Ở riêng. À ở riêng có. Ở riêng có, ở đây có nhà cụ Thắng. Cụ có hai cơ ngơi nhá. Một cơ ngơi trên tầng 4 là cái căn hộ khép kín. Thế còn một cơ ngơi nữa ngay dưới gầm cầu thang đây. Trên tầng 4 thì cụ ấy cho thuê đâu 1,5 triệu. Thế còn ở dưới tầng 1 thì chỉ có 150 thôi. Ui thế thì rẻ quá. À vậy thì anh ơi, cho bọn em sẽ thuê trên tầng 4 ạ. Ờ thuê trên tầng 4 hả? Ừ, thế mà này, ở đây có cái nội quy này thì bọn em phải nắm được này. Tức là cái việc phơi quần áo ấy là phải phơi đúng nơi quy định và phải phơi vào đúng 8:30. Mà đặc biệt ấy là khi phơi quần áo ấy chỉ được mặc quần sóc với cả váy ngắn thôi nhá. Này, sao lạ nhỉ? Nhưng không sao ạ, anh yên tâm, bọn em sẽ chấp hành đúng nội quy phơi quần áo ạ. Ừ thì nó cũng là cái luật bất thành văn thôi mà, được chưa? Vâng ạ. Thế thôi bọn em đi nhá. Vâng. À anh dặn này,
bây giờ này nhá, để cho nó thuận tiện cái việc thuê nhà ấy, để đỡ phải cãi nhau ấy, thì cái người có kinh nghiệm đi thuê nhà ấy là bao giờ thế, người ta vào nhà là người ta phải kiểm tra xem là nhà vệ sinh có tốt không nhá. Bọn em là cứ vào trong nhà vệ sinh nhá, độ nửa tiếng 45 phút tắm rửa thoải mái, vệ sinh xong thì phải đảm bảo là cống nó không tắc, nước nó không mất đấy, xong đó mình mới ký hợp đồng, được chưa? Không đến lúc lại cãi nhau nhá. Với cả anh quảng cáo tí. Dạ. Tức là anh ở đây thì đủ các kiểu, tức là vá quần áo này, cho thuê xe tự lái này, nhớ đi đâu cần thì cứ thuê. Dạ vâng ạ, thế em chào anh ạ. Thôi thế đi đi, không cùi thì lại đi ngủ. Dạ vâng ạ. Nhá. Dạ, em xin phép ạ, em xin phép ạ. À, này, hai em ơi, nhớ là đừng bảo cụ Thắng lại giới thiệu nhé. Cụ Thắng ơi, cụ Thắng. Đứa nào gọi cụ thế? Cụ ra cho em khoan nhậu một tí á. Ừ, ra cụ ạ. Cụ ơi, cho cháu hỏi là cụ có phải là Thắng không? Anh chết, sao cái em này gọi anh là cụ, anh mới mất tuổi, ít tuổi. Thế thay em cần cái việc gì thì cứ bảo mi anh. Dạ, anh có thể cho bọn em vào tham quan nhà một chút được không ạ? Come on. À, khoan môn, come on. Các em cứ tham quan hoặc là tham vua cái gì thì được hết. Dạ, xin mời anh ấy. Đấy, nhà chỉ có thế này thôi, không vướng cái gì cả. Thế bây giờ mời hai em tham quan tiếp nhé. Dạ. Đây là tủ xí này. Ồ, sạch lắm, anh lau chùi cả ngày mà. Bởi vì cả ngày anh chỉ có cơm ăn ba bữa, rửa tủ xí cả ngày. Vậy anh cho em vào tham quan một lúc nhá. Ok, cả thăm vua. Em cứ vô tư đi. Để đồ. Để đồ. Cứ vào thăm. Cứ vô đi. Em mời em. Đây cũng là tủ xí đấy. Đấy, nó thông sang phòng ngủ luôn. Rất là tiện lợi. Em cứ tự nhiên đi. Ôi trời. Ôi trời. Thế tử rừng này. Có lộc chia sẻ bạn bè. Alo. Ông Hoàng Béo à? Ừ. Này ăn cơm chưa? Chưa ăn à? Ôi sang ngay nhà tôi ăn cố. Ôi trời, có bốn cái trò giò ngon lắm. Mượt. Sang nhá. Ừ, nhìn nhanh đây. Tròn thế, đứa rừng có hai cái cô gái đến đây nhỏ lắm nhá. Tôi nghĩ đây là đối tượng thiên viên. Nhìn cô nào cô đấy, cô đủ ngọt hỏng vô cùng luôn. Thật không? Thật mà. Đi, đi, vô đi coi đi. Ôi trời. Này, bên chữ này, có hai cái tivi. Ông coi cái tivi ngoài này, tôi coi cái tivi trong. Cái tivi này nét mà. Nhất. To, tròn, trắng mịn thế. Ôi, vừa trả lời vợ xong thì hôm nay đã mã hồi rồi. Hân xem tivi việc gì với cứ bị khom khom thế. Ôi dồi, khom chuyện của tôi. Ông ơi. Này, ông ơi, cái tivi của tôi trong kia nó dở quá. Nó cứ mở áo thì nó mất sóng ấy. Để quay cho này.
cho xem cái tivi này được không? Nhưng mà trưa nay vợ ông có về không? Ui yên tâm đi, nó đi liên hoan đến tận tối nó mới về cơ. Ui tròn quá ông này, tròn quá mà. Nhưng cho đổi, tôi vào xem tập 2 ở trong kia, ừ. Ai tập đi sướng. Cô dâu thắng tuổi nhiều tập xem thoải mái luôn. Anh Lưu Duyên, cái đạo sĩ rửa mặt cho ba lô với ạ? Lưu Duyên, chứa đồ mặt này. Dạ. Anh lấy luôn nè. Em ấy có cần cái gì cứ biểu anh lấy rồi. Này, cô mát nước mát ạ. À. Nói chung là nước nồi nhà anh cũng tốt lắm ạ. Nước này anh tuyệt vời luôn. Em ơi, anh tìm mãi không thấy đâu cả đây. Ở bên ngoài đấy anh. Ở bên ngoài hả? À? Thôi, dạ. Toàn là phú tùng trí tiếp về. Đây rồi. Cái các đồ xem đi rồi. Cảm ơn ạ. Này, cần cái gì gọi anh nhá. Dạ. Em ơi, uống nước rửa mặt. uống nước đi em cảm ơn ạ. Uống đi anh cho mình lấy cốc anh chờ. Nước ngon không em? Nước ngon ạ. Dạ. Có cần cái gì lấy tiếp không? Thế thì anh lấy giúp em cái quần sau phải kéo dây. Cái quần sau kéo dây à? Cứ để cửa này nó thoáng thì tắm lên nó đóng kín nó nóng em ạ. Đâu chi em ơi, cái quần sóc với cái tất trắng đúng không? Quần sóc với áo dây anh ạ. Quần sóc với áo dây. Bác Trọng ơi! Có vấn đề gì đây? Bác để ý của em cái xe tí. Ôi, có việc gì đây? Bác Trọng của em tí, em lên nhà một tí việc. Thế nhá. Xem là dâu anh chàng chó ngao đợt này có vẩy ra không? Ui dồi ôi! Này á, này thì căng tròn mịn này. Này thì mịn tròn căng này. Này thì ngọt đông này. Này thì cô dâu tám tuổi này. Này thì tivi nét này. Trời ơi. Thế này thì là dâu không vẩy được ra nữa rồi.